Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày sandal cho bé bằng len như thế này. Ở phía dưới mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Phần thân trên thì mình có trang trí các cái hoa nhỏ, có đính hạt cườm ở chính giữa của hoa và có dây cài nút điều chỉnh ở phía sau nha. Đây, mẫu giày sandal cho bé như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc, mình sử dụng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4 nha. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nè, để cho cái phần giày của mình nó được cứng cáp hơn. Kéo cắt len, hai hạt nút dùng để cài cái phần dây quai và một số hạt cườm nhỏ mình dùng để trang trí cho phần nhụy hoa ở mặt trước của giày. Ngoài ra thì còn có một lớp đế xốp chống trơn. Thì mẫu đế xốp này ở đây mình đã cắt sẵn nè, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình nhiều loại đế khác nha, ngoài cái loại đế xốp này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân trước. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu mặt đế này, thì các bạn có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân đi lên. Thì mình sẽ sử dụng màu hồng để móc phần thân đi lên. Đối với mẫu giày này mình có dán đế nên mình sẽ để mặt trái xuống phía dưới và bắt đầu móc ở cái mặt trên nè, mặt phải nè. Đây, hàng móc ngoài cùng của mặt đế ta sẽ có mỗi chân móc có hai cái mũi móc như thế này nè. Thì tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở phía trong nha. Đây, nó có hai cái đường móc như thế này thì ta sẽ móc vào cái chân ở phía trong á. Tính từ cái chân móc mũi dời của phần mặt đế nè. Đây, các bạn sẽ tính cho mình từ cái chân móc mũi dời này, đếm ngược lên cho mình 6 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ta bắt đầu móc vào cái chân ở thứ 6 này nè. Đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc và kéo cái sợi len qua cái chân móc ta vừa móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía trong và cũng móc vào cái chân mà ta vừa móc nha. Móc vào đây một mũi nửa kép. Ở hàng móc đầu tiên của cái phần thân phía sau á, do cái hàng móc ở ngoài của mặt đế ta làm mũi nửa kép nên cái hàng móc đầu tiên của phần thân sau các bạn cũng sử dụng mũi nửa kép cho mình nha. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân ở phía trong. Chân kế tiếp cũng tương tự, móc một mũi nửa kép vào đây. Khi móc lưu ý cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục làm tương tự cho mình các cái chân còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Ta sẽ móc thêm nhiều mũi móc nữa cho đến khi cái phần dây phía sau này nó được ngang cái phần đế của mình nè. Đây, ngang 2/3 của mặt đế nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và đều móc vào chân ở phía trong. Sau khi móc thêm được nhiều mũi nửa kép thì lúc này cái phần thân sau của mình nó đã ngang bằng với nhau như thế này và được 2/3 của phần mặt đế. Thì từ đây tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Tiến hành quay ngược đầu móc lại. Hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ sử dụng mũi kép đơn cho mình nha. Ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc, ta được 2 hàng móc ở phần thân sau. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc ở phía dưới này nè. Tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và cũng móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha. Làm tương tự như hàng móc ta vừa móc. Sau khi đã lên được 3 hàng móc thì phần thân sau của mình nó sẽ có cái độ cao như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len.
Ở cái phần thân sau này ta chỉ cần móc lên khoảng 2 phần 3 của thân sau là được nha. Các bạn sẽ chừa ra một hàng móc để mình có thể nối với thân trước của giày á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân trước. Cũng sợi len màu hồng này tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì đối với chiếc giày bên trái, để móc cái phần thân thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc này. Đây, ở 7 chân móc mũi đơn đầu tiên của cái vòng tròn đầu tiên này nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai, sau đó luồn kim xuống phía dưới và đâm kim vào chân móc thứ nhất. Thì các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình cái phần dây quai từ cái chân móc này. Đối với chiếc giày bên phải, ta sẽ làm ngược lại. Từ cái chân móc thứ sáu, các bạn đâm kim thẳng xuống chân móc thứ bảy. Đây, chân thứ sáu đâm kim thẳng xuống chân thứ bảy nè. Ta sẽ bắt đầu móc từ đây nha. Các bạn sẽ kéo len cho mình qua cái chân móc. Ta sẽ kéo nút vừa tạo nè, đưa nút vừa tạo này qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Thì đây sẽ là khoảng cách độ rộng của cái phần ngón chân của bé nè. Đây, khi mang vào thì nó sẽ cao lên như thế này. Và khi đã móc được 4 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích nữa. 1, 2 và 3. Sau đó móc vào chân móc thứ tư á, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 4 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Và kép đơn thứ tư. Khi được 4 mũi kép đơn vào cùng một chân móc, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai này các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình nha. Ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tức là chân đầu tiên ta sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn nè. 2. Hai chân nằm chính giữa, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng thì móc vào đây 2 mũi kép đơn. 1 và 2. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình nó sẽ nhiều hơn hàng móc thứ nhất 2 mũi móc nè. Thêm 2 mũi, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ ba cũng làm tương tự giống như hàng móc thứ hai, ta cũng thêm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tức là các cái chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng, mỗi chân móc sẽ có 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Các chân nằm chính giữa, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở chân móc cuối cùng sẽ có 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Kép đơn thứ nhất. Và kép đơn thứ hai. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Lúc này cái phần thân trước của mình đã có cái độ rộng 3 hàng móc rồi nè. Thì đối với những size nhỏ hơn các bạn sẽ dừng lại cho mình ở 3 hàng móc nha. Size lớn hơn thì ta sẽ móc lên 1 đến 2 hàng móc. Ở đây mình móc size trung bình 11,5 cm nên các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng móc nữa. Và hàng móc này cũng tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc. Tức là ta cũng tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Chân đầu tiên là 2 mũi kép đơn nè. Các chân nằm chính giữa, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ở chân cuối cùng ta sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn. 1 và 2. Như vậy là phần thân trước của mình sẽ kết thúc ở 4 hàng móc như thế này và nó sẽ có cái hình tam giác như thế này nha. Để nối được cái phần thân trước với phần thân sau của giày á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái chiếc bên trái trước. Thì cái chiếc mà mình đã hoàn tất ở đây nè. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái chiếc này trước nha.
Thì chiếc giày bên trái lúc này cái phần đỉnh giày của mình á, cái phần giữa ngón chân nè, nó sẽ nằm ở phía bên này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần bên này trước, là cái chiếc giày mà mình vừa hoàn tất nha. Móc lên 6 mũi móc xích, 3, 4, 5 và 6. Khi đã được 6 mũi móc xích đối với chiếc giày ở bên trái, cái chân móc ta bắt đầu móc nó sẽ nằm ở phía bên này nè. Đây thì ví dụ như cái chân móc mà mình móc nó nằm ở phía bên này nha. Thì từ đây các bạn sẽ tiến hành nối cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái phần thân sau ở đây nè. Ta sẽ nối vào cùng một bên của phần mặt đế nha. Đây, cái điểm đầu tiên ở đây thì ta sẽ nối vào điểm bên này của cái phần thân sau nè. Đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Sau khi đã cắt len xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây quai. Thì đối với cái phần dây quai của chiếc giày bên trái, để cho cái phần dây quai này, cái hàng mặt phải của nó nằm ở phía ngoài, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc mà ta móc cái phần thân ở phía trước á, là cái đầu còn lại ở đây nè. Ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, sau đó kéo cho mình sợi len qua chân móc. Thì ở đây mình sẽ lấy một đoạn dây như thế này nha. Các bạn sẽ kéo cho mình sợi len qua chân móc. Từ đây sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 10 mũi móc để mình làm cái phần dây cài phía bên hông á. Khi đã được 10 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 10 một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và các bạn sẽ móc vòng cho mình hết, cho đến hết cái đoạn dây này nha. Đây, ta nối liền lại và các bạn sẽ móc cho đến điểm cuối cùng này. Ở các cái mũi móc của phần thân trước của giày nè, thì ở đây mình có giảm 3 mũi móc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn chiếc bên phải và các bạn sẽ làm tương tự cho mình như chiếc bên trái nha. Ta sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần đỉnh này. Thì đây sẽ là chiếc giày ở bên phải nè. Các bạn sẽ xoay cho mình cái mặt trước của chiếc giày qua một bên. Từ đây cũng móc lên 6 mũi móc xích. 3, 4, 5 và 6. Khi ta lật úp cái mặt trước của chiếc giày, đây thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ nằm ở hướng bên này. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở phía bên này một mũi dời. Khác với chiếc giày bên kia là ta móc ở đầu dây bên kia nha. Còn ở đây các bạn sẽ móc cho mình ở đầu dây này nè. Móc vào một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta sẽ hình thành được phần thân dài như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây quai nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần dây quai cho chiếc giày bên phải. Thì ở chiếc giày bên trái nè, mặt phải của hàng móc phần dây quai nó sẽ nằm ở phía ngoài như thế này. Chiếc bên trái ta bắt đầu móc cái phần dây quai từ cái phần thân trước của giày. Đây, thì lúc này cái mặt phải nó sẽ nằm ở phía ngoài như thế này. Thì đối với chiếc giày bên phải, để cho cái hàng móc này nó nằm ở mặt phải, các bạn sẽ tiến hành móc cho mình bắt đầu từ cái phần thân sau của giày á. Đây, đâm kim vào chân móc đầu tiên của phần thân sau ở giày nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ta vừa móc một mũi kép đơn. Thì lúc này cái hàng móc này nó sẽ có cái mặt phải lộ ra ở phía ngoài nè. Làm tương tự cho chân móc kế bên, cũng móc một mũi kép đơn vào đây. Ta sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai cái chân móc nằm chính giữa của cái phần gót giày nè, hai cái chân móc nằm chính giữa này, thì để cho khi bé mang vào chân nó được ôm sát vào gót chân của bé, thì ở đây mình sẽ tiến hành giảm một mũi móc, tức là hai chân móc cuối cùng này ở phía cuối của gót giày các bạn sẽ giảm cho mình một mũi. Đây, ta lấy len và đâm kim vào chân thứ nhất, kéo len qua hai chân móc, tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo qua hai chân móc. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Thì như vậy là ở phần gót giày ta đã giảm được hai mũi móc thành một mũi nè.
Các chân móc còn lại thì làm tương tự, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lúc này cái phần gót giày của mình nó sẽ có cái độ bo ôm lại nè. Đây, bo ôm lại như thế này thì nó sẽ giúp cho cái phần này ôm sát vào chân của bé. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Ở các cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa này nè, khi móc các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Thì ở đây mình có hai đầu len thừa, các bạn sẽ giấu cho mình một đầu ở bên này và một đầu còn lại ở 6 mũi móc xích ta nối á. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào 6 chân móc của 6 cái mũi móc mà mình nối ở đây. Móc vào mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu sợi len thừa còn lại nha, giấu vào trong mũi móc. Mũi kép đơn thứ hai cho chân thứ hai nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ ba vào chân thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư vào chân móc thứ tư. Mũi kép đơn thứ 5 vào chân móc thứ 5. Và tương tự mũi kép đơn thứ 6 vào chân móc thứ 6. Sau khi đã móc hoàn tất thì đến cái phần thân trước mình sẽ tiến hành giảm mũi. Chân móc đầu tiên và chân thứ 2 của cái phần thân trước này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân. Và cách chụm chân nó cũng tương tự như cái phần gót giày nè. Lấy len đâm kim vào chân đầu tiên. Kéo len, tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên. Sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Các chân còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở hai chân móc nằm chính giữa của cái hàng móc phía dưới này nè, hai chân móc nằm chính giữa này ta cũng chụm lại thành một chân nha. Tương tự như cách chụm của các cái mũi chụm mà ta vừa móc. Kéo len qua ba chân móc trên kim. Hai chân kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Còn ở hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại cho mình thành một chân. Lấy len đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Như vậy là ở đây mình đã giảm được ba mũi móc nè. Và cái phần này nó có cái độ bo lại. Đây, bo lại như thế này sẽ ôm sát được vào cái phần má chân của bé. Đối với chiếc giày bên trái các bạn cũng giảm mũi tương tự cho mình khi ta móc đến các cái hàng móc ở mặt trước của thân nha. Giảm 3 mũi. Đây thì giảm 3 mũi nó sẽ có cái độ bo lại như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây quai. Thì đây là chiếc giày bên phải nên cái phần dây quai này mình sẽ móc ngược. Các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 10 mũi móc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau đó lên tiếp 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 10 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho mình 10 chân móc nha, cho cái phần dây quai. Sau khi đã móc được 10 mũi kép đơn cho 10 chân móc ở cái phần dây quai thì để kết thúc cái phần dây quai này các bạn sẽ tiến hành đưa kim cho mình đến cái chân móc phía dưới này nè. Đây, chân móc này và móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Ở phía dưới cái chân móc mà ta bắt đầu móc cho cái phần thân phía trước có sợi len thừa ở phía trên. Các bạn sẽ đâm kim từ dưới lên trên và kéo sợi len thừa này cho mình xuống phía dưới. Ta sẽ tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở đây. Như vậy là chiếc giày ở bên phải ta hoàn tất như thế này.
Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì ta sẽ sử dụng súng bắn keo để dán cho mình cái mặt đế xốp này vào trong mặt đế giày len và khâu cho mình thêm một hạt nút ở bên hông để mình có thể cài điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái hoa ở phía trước. Thì mình đã dán xong được cái mặt đế xốp và bo lại để phân biệt được chiếc trái phải nè. Đây, và may một hạt nút để cài điều chỉnh rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu hoa này. Ở đây mình đã móc sẵn 5 họa tiết hoa nhỏ như thế này để đính vào trang trí. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc nha. Tạo cho mình một vòng tròn, cũng dùng đầu kim số 4 nha. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo, móc vào đây một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ nhất nè. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Móc vào cái vòng tròn ta vừa tạo một mũi dời. Hoàn tất được cánh thứ hai. Lên 4 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào vòng tròn ta vừa tạo một mũi dời. Được cánh thứ ba. Lên 4 mũi móc xích. Móc tiếp vào vòng tròn đầu tiên một mũi dời. Hình thành được cánh thứ tư. Tiếp tục lên 4 mũi móc xích. 1 2 3 4, móc vào vòng tròn đầu tiên một mũi dời. Sau khi đã làm 5 lần liên tiếp để được 5 cánh hoa nhỏ như thế này thì móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Ta nắm hai cái đầu dây này guốc thật mạnh vào thì lúc này cái vòng tròn của mình sẽ nhỏ lại nè. Đây, ta hình thành được một mẫu hoa nhỏ như thế này. Tiến hành giấu cho mình hai cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc nè. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình một họa tiết hạt này vào trong cái phần nhụy á, để cho cái phần hoa của mình được xinh xắn hơn và trang trí cho mình lên cái phần thân dày nha. Ở đây mình sẽ trang trí hoa thành 3 hàng. Hàng thứ nhất 1 hoa, thứ hai 2 hoa và thứ ba 3 hoa. Sau khi đã đến được trang trí hoa lên cái phần thân dày còn lại á, thì lúc này mình đã hoàn tất được một mẫu dày xanh đan cho bé gái như thế này. Đây, ở phía sau có phân biệt được chiếc trái và chiếc phải cho mặt đế của mình nè. Chúc các bạn thành công!